Nhất là như tôi nói trên đó là tức là đầu tiên là cái kinh tế nó cục bộ, nó suy nghĩ nó không nông cạn đó, vậy đó nó một phần. Thứ hai là về cái nhận thức của người chồng, ví dụ như như chú đã chú Năm nói đó, là tức là rượu chè nó nhiều rồi về có khi là nó phân biệt đối xử, chẳng hạn nó có những cái đó, rồi cái thứ ba đó là về nhận thức, rồi cộng vô đó cái giáo dục lúc đó nó cũng được chưa chín mùi, nó chưa đấy đó. Rồi sau này tức là cái từng độ dân trí nó được nâng lên dần, do đó mà nó hạn chế được đó. Gọi là văn minh hơn. Dạ, dạ. Con cái nghèo quá rồi đi tới con đó đường đó. Cùng. Kinh tế đó. Và bây giờ thì con cái là không nghèo quá. Nó đến không đến nổi. Còn một ý nữa mà chú Tư ở chú Năm vừa nói, tức là trước đây thì cái sinh hoạt văn hóa nó gọi là xô bồ, nó không có một cái chọn lọc mà tất cả các thứ ngoại được nghe, được sử dụng, và thời gian thì cũng không hạn chế, có thể là thâu đêm suốt sáng rồi cùng với là rượu chè này kia. Thế nhưng bây giờ thì người ta nghe âm nhạc, người ta cũng có chọn lọc, và thời gian thì tôn trọng người khác. Thì cháu muốn biết là cái sự thay đổi đó là do đâu, bỗng nhiên người dân người ta tự nhận thức ra, hay có cái hướng dẫn, hay có cái quy định của hương xã? Cái này đó thì nó nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là cái nhận thức của người dân. Trên cơ sở là năm 1980 đó, thì tỉnh ủy Hậu Giang có cái năm là hướng về cơ sở, cái năm văn hóa hướng về cơ sở. Từ đó thì đảng bộ chính quyền này triển khai ra, nhưng mà quan trọng hơn đó là sở dĩ cái tình trạng mà gọi là uống rượu mà tự tử nó giảm đi đó, là trước đó túng quẫn về nghèo khổ, thiếu thông tin văn hóa, đài báo không có, các mạng thông tin khác không có, cho nên con người ta nó đi tới chỗ túng quẫn cộng với rượu chè bê bét rồi nó xung đột này kia nó, thì nó mới dẫn tới cái chuyện là tự tử nhiều. Chứ bây giờ gốc gác thì bây giờ công ăn việc làm có rồi, con cái được học hành tới nơi tới chốn. Nếu mà hồi nãy đi không ngay lúc chứ không, tôi sẽ dẫn cho viên viên Việt Nam thấy rằng là cái bến, cái xe đạp mà ở chỗ cái trước cùng chỗ cùng mà mình đi ngang đó, hồi xưa tôi xin về 10 chiếc tôi cho các em đó, có những đứa nó nhận lại dẫn khe mà nó rung tay cái mà nó mừng. Còn bây giờ đó, xe đạp hiện nay không có chiếc khe nào dưới 1 triệu đồng. Hồi đó xe tôi xin mấy đứa này thì cho đi kiếm cho nữa nè là tiền 100-200 ngàn thôi. Bây giờ đó là xe không có nào đi, mà con nít nha, con học sinh cấp 1 đó, đi đến trường là bằng xe ông đa không, cha mẹ đưa không, không có đứa nào đi bộ đó. Ông này sáng đưa cháu đi rồi mới gì đó. Thì vậy để thấy rằng là cái đời sống nhân dân ấy, nó lên như thế rồi nó kéo theo đời sống văn hóa. Bây giờ cái đơn ca tài tử đây là một nè, xin nói với Việt Nam đây là cái quê hương này là quê hương của ông Bầu Ấu, cái nôi đơn ca tài tử của ông Bầu Ấu. Đừng gõ bàn, tiếng. Ông Bầu Ấu Bầu Hè trong lịch sử, trong lịch sử của nó. Đây là cái quê hương của ông. Bây giờ đơn ca tài tử nó phát triển theo cái dạng của nó, nhiều nơi nhân cái mảng thông tin mảng này nó, tôi xin nói thêm, có nhiều người nói rằng là cải lương bây giờ nó không có, nó bị chững lại, nó bị cái gì đó. Thì theo tôi là không phải. Nếu như các bạn về xứ sở này để các bạn ca cải lương, làm các những vở kịch tuồng xưa thôi, không cần mới về xã hội thôi, thì tôi bảo đảm với các bạn rằng là ít nhất cũng có cả ngàn người đi, chứ không phải là ít. Tại nơi đây khi thành lập cái tỉnh Hậu Giang, ở đây đã từng có một số nghệ sĩ như là Quế Trân, như là Trọng Hữu và vân vân, rất nhiều người khác về đây đó. Sau cộng đồng về đây đó 3 đêm liền thì không có đêm nào dưới 2-3 ngàn người. Có thể hình dung ở trên bờ này đặt người ở dưới sông chuồng ra chặt cứng, để nói rằng là ca nhạc truyền thống, nói về cải lương Nam Bộ không phải là thiếu chỗ đứng đâu. Vấn đề là các vị ở thành phố không, các vị không có biết, về xứ này mà xem có rất nhiều cái hay, mà tiếc rằng
giờ về thành phố rồi quên nông thôn, nó hơi buồn. Chứ nếu về đây mà xem, phần lớn những người có tuổi như chúng tôi hỏi mấy tướng này nè, có những người già khác, tất cả nghệ sĩ tên tuổi cái luôn họ nhớ hết. Và nếu có về tới đây, chống nghệ cũng đi theo, cũng đi vừa nghe vừa thấy mặt, để nói rằng là cái chuyện đó chúng ta do cái mình lãnh đạo làm sao thôi, chứ không phải là nó mất đi đâu. Không phải cứ ngồi trên Sài Gòn đó là sân khấu cải lương không có sáng đèn, đèn trên đó điện sẵn không sáng thì thôi, chứ còn như về đây thử mà coi, đèn dầu nó cũng sáng. Có nghĩa là đấy là họ phản ánh một cái thực tế nhưng mà ở đô thị, không sáng, không phù hợp. Còn ở vùng quê thì khác. Đồng quê này nè, bây giờ nếu mà lúc nào bên Việt Nam mở cái trang mà cái đài FM 90 giao thông á, khoảng từ 6:30 đến 7:30, trưa là từ 10:00 đến 12:00, 12:00, chiều là từ 4:30 đến 6:00. Các bạn sẽ nghe rằng là những cái ông bà nông dân ở địa phương họ gọi lên đài rồi họ giao lưu với nghệ sĩ. Bà ông là hát câu, nghệ sĩ hát câu, cứ vậy mà đối đáp nhau. Nó rất là chân chất, nhưng mà nó mượt mà, nó có hồn cốt trong đó. Chứ nó không phải là như thế kia đâu. Thì cái đó là rất quan trọng. Mà không biết là ở Sài Gòn rồi đường xá nó vậy rồi, họ hiểu không thì tôi không hiểu. Nhưng mà tôi nói, nhân cái mạng này tôi xin nói với các bạn, cái đền ca tài tử và giọng cổ này kia nọ ở đồng bằng sông Cửu Long này chưa khi nào gọi là mất đi, mai một, mà vẫn tồn tại và phát triển. Có điều là bây giờ các vị nhà nước đó có đầu tư không, có kiểu sẵn sàng gì nó không, hay là mãi mê gì cái khác để rồi cái này nó mai một. Rồi nói tiếp, hỏi tiếp đi bác. Chú có nói về đơn ca tài tử và cái niềm đam mê của đồng bào mình. Vâng. Thì cháu cũng xin có một câu. Đấy là nói về cái độ tuổi mà như các chú đây. Và giống như chú nói là dù có như nào thì chống dậy cũng đến để xem. Nhưng cái liệu là cái lớp tuổi thấp hơn, trung niên rồi thanh niên rồi đến các cháu, thì có cái niềm đam mê đó vẫn cứ như thế. Nhưng mà vì cái thời đại thông tin bùng nổ này, người ta có nhiều cái giải trí hơn, cho nên nó hạn chế đi thôi. Chứ nếu những con người đó mà trong một, nếu mà viên Việt Nam có đến một cái đám cưới ha, thì trong đó đó lại là không phải là người già mà toàn là người trẻ chơi cái này. Dạ. Để nói rằng là cái này nó không có phải là người trẻ người ta chê, nhưng mà bây giờ mình phải khai thác thế nào, chọn lọc thế nào để đưa nó vào. Cái đó thì với người già tôi thì rất mong muốn, nhưng mà lực bất tòng tâm cho nên không có làm được. Cái này thì con nghĩ như này ạ, tức là nó thuộc về về sở thích, một cái niềm đam mê rồi, thì những cái thứ mà được chọn lọc chọn lựa theo thời gian nó sẽ tồn tại. Nó giống như là gọi là truyền thống mà, thì cái gì hay nó sẽ được lưu lại và cái gì dở thì nó sẽ tự đào thải đi. Đúng. Cho nên con nghĩ là chú cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề này. Chú có hình dung cái đó chứ, chú thấy cái đó chứ, nhưng mà chú lo lắng là lo lắng cái nào trong một cái tổng thể, một cái guồng máy của xã hội. Thế thì cái phía này nè, cái chỗ mình đang nói đây nè, nó có cái gì nó lép. Chú cần là cần cân đối, chứ chú không cần nhiều hơn người khác. Cái sự cân đối đó nó còn chỗ lép. Cho nên chúng ta không tạo được rồi một cái sức mạnh đồng bộ về mặt vật chất, về tinh thần, văn hóa tư tưởng cho cái sự nghiệp phát triển của chúng ta. Còn bây giờ tất cả tài tử này là, đây là một trong cái đàn guitar nhạc ca tài tử này. À thế ạ. Đây là một thành viên của cái đội văn nghệ hồi xưa trong xa Hòa Bình nè. Những cái đối tượng này đều vậy hết á. Còn thầy giáo này nè là một trong những cái người mà đã từng dạy văn hóa cái thời Bổ Túc. Đối tượng mà Việt Nam gặp là trúng hết rồi đó. Chỉ tiếc hai ông. Một là một cái ông hồi sau trước chiến tranh thì đi làm việc phía bên kia, sau khi về đây ông rất lo, ông rất lo không biết mấy ông cách mạng cư xử thế nào, thì đi học cải tạo rồi về đó. Thì tại đây có cái cô hồi đó, cô Tâm Huệ, cô Tâm Huệ là bí thư xã,
nhiều nơi trong cái nhiều nơi không, các xã khác thì tôi không biết gì, mà tôi biết nhiều nơi người ta không dám mời những cái người đó để tham gia công tác. Nhưng bà Tám Huệ này bà chấp nhận, chịu trách nhiệm, động viên những cái con người đó, bị phần lớn họ có chữ nghĩa, tham gia vào phong trào bổ túc văn hóa. Mà có thể nói ông này nè, cách đây không lâu tôi xuống tôi gặp ông, tôi hỏi về tôi viết lịch sử đó, ông nói bà Tám Huệ bà cứu cánh cho tụi tôi đó, tụi tôi đang lo sốt gió này không biết mấy ông cư xử như sao này, thì chị Tám chị mời chúng tôi đi dạy tụi chúng văn hóa. Nó tạo ra một cái phong trào rộng lớn mà có hình dung ở cái xứ này đó, không dễ gì kiếm người có biết chữ. Hồi xưa là nhân nghĩa để đếm đầu con tay, những người mà học ra hết lớp 2, lớp 5, lớp 6 đó chứ không có nữa, thì những người đó lại góp sức cho chúng ta tạo ra được như vậy đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Bây giờ bác đi đâu ạ? Hôm qua đi mời mà đi vừa nó mất tiêu, anh em đi kiếm không được. Đây tôi có ý kiến đấy, như thế này. Bây giờ các cô ở từ phương xa đến đây, người ta nói là thường thường gọi nó ở Trung ương xuống. Hà Nội Trung ương hả? Ở Trung ương, nhưng mà đây chúng tôi rất là được vinh dự được liên hệ anh Năm cho tôi ra tiếp xúc với các cô. Thì cái điều này nó quý, nhưng mà thôi để tôi giờ cái phát biểu dài nói, mà từ giờ tôi nghiên cứu tôi chia lựa lời tôi nói sao mà nó ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa, cái đó nó mới khó chứ nói vòng vo quá. Thôi giờ tôi nói cái thứ nhất là tôi khoe sắc màu của nhân nghĩa. Cô thấy trước đây đó, kể cả chỗ này hồi chúng tôi mà dạy học lội đi công tác rồi đó, 1962 là lần này tiến hành đi theo văn nghệ rồi sau bổ túc văn hóa mà, rồi khoe sắc mà Bác Hồ cũng nói câu tôi nhớ còn trời còn đất còn người ha, đánh thắng giặc Mỹ xây dựng lại hơn 10 ngày nay, nhưng bây giờ sẽ hơn 11, 12 nữa đó, rồi còn phát triển lên, cái đó là cái xã hội quá quý chứ. Ở đó đây rừng ruộng vườn rồi cỏ gác rồi bỏ đi rồi, nó thấy cái quan cái cảnh đó là tiêu điều. Thì thôi bây giờ khoe về để cô biết chẳng những chỗ này mà nhiều nơi khác. Cái thứ hai nữa đó, nói về văn nghệ, khoe cái vụ mà văn nghệ ra mà hồi đó mà tự tạo mà làm, chứ không phải như giờ mà ca máy móc rồi phi lên năm gắn vậy nè. Rồi cái tôi với Sáu Ghi là nó làm nhạc, rồi cái lấy đánh mà chơi văn nghệ tân nhạc là nhạc 9 năm. Hiện bây giờ là nói không phải, tôi ca sáng đêm tôi cũng nhớ. Bị thành lập cái đoàn dân công xã cũng tại nhân nghĩa này. Nhân nghĩa xã hồi chào ông Ba Kiên là ông 11 đó ha, là nói chung là đây rồi mới tiễn cái số giỏi đi lên đoàn dân công tỉnh. Sau nữa mới một số vừa đó là vừa huyện. Tôi thì cũng đỡ, nhưng mà nó con út trong gia đình nặng thôi, bây giờ tôi ở Nhân Nghĩa làm công tác văn hóa. Hồi đó kêu tiên quấn thông tin văn hóa văn nghệ thì bao trùm hết chứ không phải bây giờ tách ra từ phần đâu. Cho nên cái gì làm được là cần thiết viết băng khổ hiệu đồ có, mà nó hay nhiều cái chuyện tự sáng tạo mà đến ngày hôm nay được vậy đó. Như anh Năm nói đó là ảnh thì cũng một thời gian đi xa địa phương, nhưng mà anh Năm tôi cũng khen cái là cái trí nhớ dài. Còn tôi thì nói vậy chứ cũng lo hết công tác giáo dục nghỉ hưu rồi cái qua hội người cao tuổi nông dân gì, tới ngày nay tôi nghĩ nhất là mới được chừng 6 tháng nay 75 tuổi rồi cô ạ, còn gì nữa cho nó 75 tuổi mới nghỉ chừng 6 tháng nhưng mình đeo đuổi theo vậy thì cũng thỏa mãn cái tấm lòng mình rồi. Rồi bây giờ ở nhà thì cái đam mê của mình đó, chúng tôi cũng còn hai cây đàn chơi tới ngày giờ này, xuống Vị Thanh tới Hậu Giang thi tân nhạc đó cũng được hạng nhất cá nhân, rồi tập thể cũng được hạng nhất đó. Rồi bây giờ đó là chơi kiển, hai cái thú vui đó. Còn cái vụ nhậu nhẹt thì không cần thiết, đám tiệc chút đỉnh gọi là xã giao. Còn cũng mong sao đất nước mình nó ngày càng nó lớn mạnh, chứ như hồi nãy phát biểu có cái lần này cũng lo ngại, nhưng mà cô trả lời là cái xã hội
tự nhiên nó lừa lọc ha, nó bỏ cái gì xấu nó giữ lại cái tốt đẹp, nó tranh chấp với nhau, nó cài nó tranh chấp nhau thì thấy mình làm cái đó nó lỗi thời quá thì tự nhiên mình bỏ. Chứ trước đây đó ở Nhân Nghĩa này, mà kể cả thôi tôi nói cái riêng cái lãnh vực Nhân Nghĩa, cái người dân của mình nó biết lo cho con học đó, chắc chừng 15 năm nay, 20 năm nay. Chứ trước là có con lớn người đi ra mần không à, rồi thấy bây giờ không có văn hóa đó thì không có làm ăn gì được, mà nói năng hay là cái gì cũng không thua súc. Bây giờ tôi nói tôi có văn hóa rồi tôi làm vườn nó cũng hơn mấy cái người không có văn hóa. Rồi bây giờ cái thường thường đó, mà cái số mà dốt nát đó, xin lỗi mà nói chứ, rồi gì nhậu nhẹt rồi cái bê bết rồi đâm chém nhau. Còn thà là cán bộ lớn, thí dụ nha, một hai ông nào có bị đó thì ta cũng sạch sẽ, ta cũng gọn gàng. Còn mấy ông mà đâm chém đó là cô nhìn kỹ cái mặt đó, nó thuộc gì, nó không, bản chất nó không có văn hóa, rồi đi tới một cái đường xa ngã với bạn bè. Thôi thì bây giờ như vậy đó, đến nay đó là cỡ tuổi tôi mà tôi qua nhiều cái trận hụt chết rồi trong chiến tranh này, mà chẳng những tôi không, cái cỡ hạng tuổi tôi đó, trong này đó ngoài cô thì tôi chưa biết, chứ chịu súng đạn đó, có chịu ông giết bà bên lộ dùng cung bị kỷ luật hết năm. Còn có cái bài đoàn giải phóng quân đó, nó cũng hay chứ, mà sao có thời để cũng bị lại, còn bây giờ sửa đổi lại. Chứ văn nghệ hiện nay với cái lời văn đó so lại với hồi 9 năm, tôi dám nói là cái lời văn hồi đó hay hơn. Tôi nói như bài Mùa Thu Rồi ha, là bài đoàn giải phóng quân rồi, mấy ông mà nghe kỹ cái lời văn hay lắm. Còn bây giờ thì cũng hay theo cái độ của nó. Còn cái hay nữa đó là nhất là cái hồi mặt trận ra mắt đó, chỉ mê bồ mà dừng lại, mà cái kỹ thuật làm rồi cô thấy mặt trận ra mắt của tỉnh Cần Thơ này, cô thấy nhìn vô là như cảnh tiên vậy chứ đừng nói. Còn thành phố bây giờ xi măng bê tông có sắt đồ lộp, chứ hồi đó làm đơn sơ mà có rất là nghèo, bây giờ mình phải không? Phát triển. Nhưng mà cái đó là cái linh hoạt sáng tạo của người nông dân mà làm được ra vậy là theo tôi nghĩ hay. Cũng như tôi là tôi viết xấu ghi rồi kia, làm cái thùng phi vậy mà làm chơi, đốt cái đèn cày giống cho nó nóng nóng ha. Mình ta là dân hồi đó, người ta nghe nói văn nghệ người ta mừng rỡ, người ta lợi lắm, chứ không phải bây giờ bị có cái thông tin nội đại chúng nó biết, nó cũng dân nó cũng không có còn khao khát nhiều. Hồi đó nói bộ đội gì ta mừng quân với dân như cá với nước, mà người ta nhiều ông sáng tác. Cái bài Tiến lên giải phóng miền Nam đó của ông mừng năm 9 rồi đó, của ông Ba Sệ sáng tác, bài đó hay chứ. Từ lúc giờ con nghe nói chuyện thì thấy các chú là rất quan tâm đến vấn đề văn hóa xã hội, rất là quan tâm đến văn hóa xã hội. Và giống như là ngày xưa mà khi gọi là chống lại giặc ngoại xâm ấy, thì cũng dùng cái văn hóa xã hội để giữ lấy dân, giữ lấy lòng tin, giữ lấy ý chí. Và đặc biệt là ở trong những cái bài viết của chú Năm thì con rất là nhớ có một cái bài, đó là bài Xin Dâu Bác Hồ. Thì ở đây không biết các chú có còn ai thuộc không? Nhớ không? Không ai nhớ không? Thằng nhớ này nó không có đây. Chú mời đó mà nay nó đi không được. Không có ai nhớ. Chú nhớ chứ. À thế thì chú nhớ chứ. Chú ăn đoạn. À, xin chào bác Hồ ha. Cái lời hay nhiều. Chú hát. Lâu. Hả? Chú hát. Hát bài đó hả? Dạ. Quên rồi chứ. Mong bác Hồ cho chúng cháu xin một cái râu làm dây thân ai. Chúng cháu đem đoàn kết đường dân, hầu dân lên đây ngắm ngày mai. Hồ Chí Minh 19 tháng 5 sau cứu tinh Việt Nam quý ta, ước năm sau bác sống muôn năm, nhiều chúng cháu ta sống thuộc nhà.
Anh còn nhớ hay thế, tôi còn quên nữa thiệt ạ. Cái bài này đó, khi nhắc lại thì tôi nhớ, nhưng mà tôi tìm á, để mà ra đó, là người chị ruột của tôi. Chị ruột của tôi bị chết rồi. Tôi ngồi tôi hỏi chị đó, có rất nhiều bài. Có những bài mà lẽ ra chú kèm vô cái âm gian mùa thu đó, nhưng mà chú không kịp, chú làm gấp đi, ngoài kia chú phát hiện đề tài là chú làm điểm sẽ nó không kịp. Cho nên ở trong bài này, nó trong những cái bài hát đó có những cái bài rất hay. Thí dụ như khi mà phong trào vận động binh sĩ người quân ấy, thì lại ở đây người ta không có hát nữa, có bài hát cái bài để gọi là cái tên gì quên mất rồi, ơi mẹ mong chờ, để động viên con trở về với đất nước, với dân tộc. Mà bây giờ trong nhật ký chú thì còn mà giờ đây một cái bài làm cản có hai có. Bài nhiều lắm trong không. Một bài tôi chép vào bấm ít rồi đó, bây giờ tôi sợ là không biết đủ thời lượng không, cho nên là các bạn nay có gì không bây giờ trước mắt là tôi cũng có chuyến rất là cảm ơn đoàn Hà Nội đến về thăm quê hương dân nghĩa huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ. Thì nãy giờ cũng như cậu tôi và mấy anh em đã nói về cái truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương dân nghĩa. Rồi nãy thì cậu tôi ông nói tôi thì nó có cái sự ham mê cái đàn ca tài tử, mà nói ở đây đàn ca tài tử thì ở đây là cái nôi nó, mà lại có ông Đờn là nhạc sư rồi cái lời ca mà cái tài tử thì ở Bạc Liêu là có ông Cao Văn Lầu đó. Thì từ chỗ này nó có cái truyền thống này, mà nói chung bây giờ thì có cái xã Dân Nghĩa này thành lập tới 7 câu lạc bộ đàn ca tài tử có đó. Rồi nhân dịp này thì hồi nãy cậu tôi nói thì tôi cũng biết đàn guitar mà biết ca luôn đó. Như vậy thì mình xin cống hiến một bài ca cũng tiếp theo cộng đồng tôi đó. Thì tôi sẽ ca cái bài ca là Ngược Dòng Lịch Sử. Không cần đòi gì hết, là không cần đời đó. Thì Ngược Dòng Lịch Sử này nói về cái truyền thống của người quân Việt Nam chúng ta, cái đó là nói chung mà đã trải qua nhiều thế hệ, nhiều thời kỳ. Thì tôi xin ca một lớp chương trình Ngược Dòng Lịch Sử. Đất nước ta trải qua mấy ngàn năm lịch sử, có biết bao chiến tích lấy lần, từ đời vua Hùng dựng nước ký văn làng, quy chí hiên ngang lên đuổi quân tù. Đầu tiên thì có hai bà Trưng bà Triệu, là những bậc nữ nhi có chí khí anh hùng, quyết đứng lên đuổi quân tù, giành quyền tự trị về tay người Nam. Còn nhắc đến danh tướng Lý Thự Kiệt, là tướng giỏi cứu nước Phổ bây giờ, ông làm cho quân Tống kiếp vía kinh hồn, dở mộng điên cuồng không dám xâm lấn nước ta. Hưng đạo vương ba lần chiến thắng quân Mông Cổ, lấy lại qua chiến đấu ròng rã 10 năm trường. Nhiều lần rút về nuôi chi lần, nhưng mà vẫn thắng vì quân ta có chí quật cường. Còn quân Thanh thì khiếp sợ ông Nguyễn Huệ, là vị anh hùng áo vải cỡ đầu, đánh tan 20 vạn quân Mãn Thanh ở bên tàu, thống nhất nước nhà khỏi cảnh Nam Bắc phân tranh. Ông cha ta nhiều lần đuổi quân xâm lược, giờ để con cháu xứng đáng là con dân Nam Việt, quyết đứng lên đánh tan bè lũ xâm chiếm, và đánh gục đầu của bọn đế quốc xâm lăng. Nhớ người xưa giữ nước nghe giữ nhà, còn cháu bây giờ quay nổi rút theo sau. Vậy mà xứng đáng là loài giống lạc hồng, mà cô tổ tiên mình gầy dựng bấy lâu.